Anh em tự thợ rừng xin chào các bác nhá. Chào các bác nhá. Chào tất cả các bác. Sáng sớm hôm nay thì anh em lại có mặt tại khu vực Tĩnh Gia các bác ạ. Anh em xuống đây để hỗ trợ anh Ý và anh Kỳ lấy hai cái tổ ong cho vách đá các bác ạ. Đây, một tổ dưới này đây và là một tổ trên này nữa. Hai tổ này bầu mật khá to đấy quý ạ. To lắm đâu, bằng cái tổ hơn 20 cân nữa mà. Nhìn tổ này còn to hơn cái tổ cây đa anh em mình lấy hôm trước ấy. Hay anh em đi lấy tiền vách đá ấy, thì là anh em có mượn cái flycam này của anh Minh để quay ong cho nó dễ các bác ạ, vì trên vách đá thì sẽ không thể dùng camera để quay trực tiếp lên được. Bám chắc vào anh ạ, lý cái đá được cái dây đó không chắc đâu, được bám vào dây nhá. Chắc chân rồi mình mới lên được. Đoạn này vách đá nó dựng đứng lắm các bác, là khó lên. Cái đoạn này thì nó dốc quá các bác ạ, nên là anh em phải kéo ba lô lên, buộc dây, thả dây xuống kéo ba lô lên. Ồ, vậy bó khoái lúc này anh không cho vào đây luôn, để em kéo lên luôn. Để bám chắc vào anh ạ. Cảm thấy chắc tay mới thả tay được. Anh đưa cái bó khoái em luôn. Okay. À, đoạn này lại thoải thôi anh kìa. Trông cho nó thoải, vâng, nó thoải thoải này đi dễ này. Ôi, cũng may là cái núi đá này nó dễ trèo anh ý ạ. Anh Ngân lên rồi à? Ô, tôi không ngay đây luôn à? Vậy lúc em định mang thang dây lên nhưng mà em bảo thôi cất đi. Không cần đâu anh, mình lên bên kia mình kéo dây xuống thôi. Cái vị trí tổ ong nằm ngay đây các bạn. Cái này là một cái dãy núi đá, còn bên dưới là trống kéo hết. Chỗ này nó không có cây nên nó phải làm núi đá các bạn. Bây giờ để tiếp cận được cái tổ ong này thì hai anh em sẽ phải đi vòng đường này lên các bác ạ. Vòng theo mấy cái chỗ cây này lên rồi lại vòng theo cái kẽ đá này xuống thôi. Chứ còn thang dây em cũng không mang lên nữa. Hôm nay là camera Ân. Hôm nay chuyển thang camera thôi. Này anh Ân sẽ quay chính các bác ạ. Còn Quý ở dưới kia thì sẽ bay flycam. Em sẽ là người ra lấy. Hay anh em đi lấy tiền vách đá ấy, thì là anh em có mượn cái flycam này của anh Minh để quay ong cho nó dễ các bác ạ, vì tiền vách đá thì sẽ không thể dùng camera để quay trực tiếp lên được. Còn anh Kỳ thì hỗ trợ tời mật, anh Ý thì hỗ trợ mang mật xuống, mỗi người một vai trò, một công việc. Anh em hỗ trợ nhau được các bác, trên núi đá này xuống thì lúc lấy xuống nó cũng mệt.
Bây giờ chỗ tự xuống chỗ tổ ong đấy khoảng 3-4 mét nữa các bác. Ong bắt đầu ra không ạ? Xong rồi các bác ạ, tổ ong hôm nay lấy thì khá vất vả, bù lại thì mật cũng chẳng được bao nhiêu nữa. Giờ anh em xuống để xem chiều lấy sức xem tiếp cái tổ kia. Phải nói là lúc lên dễ hơn lúc xuống nhỉ, lúc xuống bao giờ cũng khó hơn. Leo vách đá này phải xuống theo kiểu xuống thang ấy mới đỡ được. Giờ anh em phải dùng cái dây các bác, dùng dây để mới xuống được, không xuống nó kiến chân lắm. Đây là một cái núi đá thẳng đứng đó các bác, thẳng đứng mà trên này nó rất bằng. Núi này thì không có cây cối gì đâu. Dưới thì là một cái bản ngàn keo. Còn tít xa bên kia là biển cả Nghi Sơn. Sáng nay thì lấy tổ kia xong rồi các bác. Anh em về nhà anh Ý cơm nước xong xuôi rồi. Giờ là cũng 4 giờ chiều rồi, anh em lại lên tiếp tục xem chinh chiến cái tổ này. Mà quan trọng giờ cái đường lên thế nào ấy. Tổ thì ở đây rồi nhưng mà quan trọng là cái đường lên thế nào ấy. Cắt thì nghe nói là ngày trước là có các ông cắt rồi. Đi tắt lên thôi mà, đi thẳng lên thôi mà. Cái ong đây các bác. Đấy. Quan trọng là cái đường lên thế nào thôi.
đường lên đến đoạn rậm rậm kia rồi. Bên cái bụi này hả anh? Vâng. Ồ, trên kia nhà có cái chim ăn ong sao ấy? Có mà, kiểu kiểu. Nó lao tổ ong bầm kìa. Tên lửa kìa. Như kiểu tên lửa đàn đạo ấy. Sáng có sóng nhiều mà chiều nay không có sóng nhỉ? Buổi sáng nó sóng ác lắm, cái tổ này. Sóng kiểu sóng sóng kiểu nó nhiều 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 những nước ấy. Cây tròn tròn như một bông hoa. Bây giờ là tự anh Kỳ và anh Ý sẽ lên các bác. Tổ này thì sẽ không cần nhiều người lên vì mật nó chỉ tầm được khoảng 30 cân thôi. 3 người mỗi người một 10 cân các bác. Tổ sáng được 28 cân. Anh em mà may mắn nhá. Cố gắng lấy đi nhiều mật nhá. Em với Ân sẽ ngồi thế này để quan sát các bác. Thì thực ra thì lên nhiều người thì cũng chỉ vướng nhau thôi. Đồng của vách đá này thì rất là to các bác. Nhưng mà chất lượng mật thì chân là không biết thế nào. Nhiều hay ít thì anh em cũng chưa biết được. Anh Kỳ đã lên được một nửa đường rồi các bác. Đây lên tổ ong nữa còn tầm khoảng vài chục mét nữa. Tẩy ba lô lên à? Chắc là tẩy ba lô lên. Kéo ba lô lên. Kéo lên cho nó nhàn hơn, đỡ phải... Không, cho nó dễ. Người lên trước, kéo ba lô lên sau. Bây giờ anh em sẽ phải bám theo đường dây leo này các bác ạ. Cho vào lên chỗ gốc dứa gại kia. Lên gốc dứa rồi anh ạ. Gốc dứa rồi. Thế là gần toang rồi đấy. Toang trên đây các bác. Con chim bay về lại đậu cái mỏm đá này lừa nó ăn. Lừa ăn ong. Nó đậu trên mỏm đá này. Cái lửa lao lao tổ ong. Ong nó bay theo cả đàn luôn đấy, có chín đấy lao vào. Tổ ong nằm đây rồi các bác. Tổ ong nằm trước mặt đây. Đấy, tổ rất to luôn. Tổ này đúng là không phải chê nữa luôn. Độ to và độ khủng của nó ấy. Cách rất là gần rồi các bạn, cách tầm khoảng vài mét nữa thôi. Flycam đã lên mà ong không chịu ra luôn, ong khá là hiền.
Chỗ này mới sơn một nửa đó các bác ạ, cũng chưa sơn hết. Chỗ này khá là to. Anh thì còn 7 phút thôi, chờ một tí nhá, chờ một tí để bay một tí khác lên nhá. Ok ok. Năm ngoái có một tổ đây các bác đây. Năm ngoái cái tổ nó nằm ở đây, ngay vị trí bên cạnh này luôn. Anh Kỳ ơi, anh kéo cái sợi dây này lại để cho số lên đây. Khi nào cần thay con thì bảo luôn là đưa lên nhá. Dao để các bác ạ, giờ sẽ phải lấy bằng tay, khá là khó khăn rồi các bác. Ôi, đây thì không ổn rồi. Bây giờ chấp nhận thôi. Chấp nhận thôi, móc cùng lá một thôi.
hình là rơi dao các bác ạ, cũng không lấy được nữa. Không biết là tự nó có lấy được dao không, nếu không thì cũng sẽ để lại luôn các bác.